Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, cũng như toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Hàng ngày hàng tuần thì em vẫn đi các tiệm đồ cũ để mua đồ cũ và để xuống bãi cho các anh chủ bãi để đóng công về Campuchia. Và tranh thủ lúc thời gian rảnh rỗi thì em có làm YouTube để bán trực tiếp về cho khách hàng tại Việt Nam. Và những món hàng mà em bán trực tiếp về Việt Nam thì đó là những món hàng rất là chất lượng, đã được các chuyên gia audio, chuyên gia đồ cũ của Nhật người ta kiểm định rất là kỹ càng trước khi đưa lên kệ để trưng bày và bán. Và những sản phẩm mà em đã bán được cho quý vị và các bạn thì đó là những sản phẩm mà đã được các chuyên gia đồ cũ ở Nhật người ta kiểm tra rất là kỹ càng. Cho nên là quý vị và các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Và lúc này thì em đang trên đường lên Tokyo để em review một cặp loa kèn của hãng JBL cho một anh khách ở trong Bình Thuận. Và trên đường đi thì em có quay lại một quang cảnh của thủ đô Tokyo để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và thông qua thước phim ngắn đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy được Tokyo là một thành phố rất là xinh đẹp của Nhật Bản, là một thành phố rất là năng động, và ở đây thì có mức giá vô cùng là đắt đỏ. Nó phải đắt đỏ nhất nhì của thế giới. Và em lấy ví dụ như là một tiếng gửi xe ở thủ đô Tokyo thì nó sẽ rơi vào khoảng 800 ki tiền Việt. Đó là một tiếng gửi xe. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là đường phố của Nhật Bản thì khi mà tham gia giao thông thì người dân của Nhật người ta rất là ý thức. Về giáo dục thì Nhật Bản người ta đã đào tạo cho các em trẻ ngay từ lúc 3 tuổi, các em ấy đã có ý thức là tự lập. Đó là cái lý do tại sao người Nhật người ta sống độc lập cực kỳ là tốt. Và quay trở lại với các diễn biến trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cặp loa kèn rất nổi tiếng của hãng JBL. Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần review chi tiết và sau đó là em sẽ báo giá công khai trong video để quý vị và các bạn có mức giá tham khảo. Và ngay sau đây thì em sẽ review qua một số những góc quay của cặp loa kèn rất nổi tiếng của JBL và em sẽ báo giá trực tiếp trong video. Và đây là cái model của củ kèn 2440 và trở kháng của loa là 16 ohm. Và đường kính của củ kèn thì nó xấp xỉ khoảng 18 cm. Xấp xỉ gần 18 cm, một cái đường kính rất là lớn. Và chiều cao của miệng kèn thì nó xấp xỉ khoảng 20 cm. Và em đang dùng găng tay của em để em đo để quý vị và các bạn có cái nhìn dành cho riêng mình đối với cặp kèn rất nổi tiếng của hãng JBL này. Và chiều sâu của kèn thì em đo chiều sâu tổng thể thì nó xấp xỉ khoảng 50 cm. Đó là chiều sâu tổng thể. Và chiều cao của miệng kèn xấp xỉ khoảng 20. Và chiều ngang của miệng kèn xấp xỉ khoảng 60 cm. Và cặp loa kèn này thì đang được chào bán ở Nhật với mức giá rất là cao. Và đây là cái thông số kỹ thuật của cái kèn. Quý vị và các bạn có thể thấy được là cái chất liệu gỗ người ta làm rất đặc biệt, nhìn rất sang và rất mịn, rất đẹp luôn ạ. Và giá người ta đang chào bán ở Nhật là 297.000 yên. Đây là giá chưa có thuế, cộng 10% vào nữa thì nó rơi vào khoảng hơn 30 man. Và cặp loa kèn này được thiết kế rất đẹp và nhìn rất độc lạ. Đây là lần đầu tiên mà em nhìn được cặp loa kèn rất đẹp. Và đặc biệt là chất liệu gỗ người ta làm bằng chất liệu gỗ rất đặc biệt như quý vị và các bạn đang thấy trong video. Và cặp loa kèn này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 78 triệu. 78 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua cặp loa kèn này, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là nhắn tin vào Zalo cho em ạ. Và em sẽ đến tiệm em lấy cho quý vị và các bạn. Và em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 78 triệu. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn những chiếc bình gốm rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đầu tiên đó là một chiếc bình cổ. Quý vị và các bạn có thể thấy được là trên bình người ta tích rất là nhiều các giai thoại rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và bên cạnh thì có một cặp bình song sinh và em sẽ review chi tiết tất cả những cái bình này để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc.
Và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần review và em sẽ review chi tiết cặp bình song sinh trước và sau đó là em sẽ review chiếc bình to và em sẽ báo giá chi tiết từng cái một để giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và bên cạnh thì quý vị và các bạn để ý hộ em, đây là cặp bình rất là đẹp và đây là cặp bình song sinh, hai cái như một, quý vị và các bạn rất là hiếm gặp trên thị trường. Và chúng ta có thể mua một cặp như thế này về để trưng bày rất là đẹp. Quý vị và các bạn có thể thấy được là có hoa văn họa tiết thì người ta vẽ một đôi uyên ương đang đậu trên cành Sakura rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và đây là cái mẫu thiết kế chủ đạo trong các thiết kế bình gốm của Nhật Bản. Và đây là một cặp bình rất đẹp, hai cái như một, quý vị và các bạn có thể so sánh. Không khác nhau bất kỳ một họa tiết nào và rất là hiếm gặp được một cặp bình song sinh như vậy. Và một cặp bình này thì em sẽ cố gắng để em review cận cảnh, sau đó là em sẽ đo cái chiều ngang, chiều cao của bình để quý vị và các bạn có cái nhìn dành cho riêng mình. Và sau đó là em sẽ báo giá trực tiếp trong video. Quý vị và các bạn hãy cố gắng quan sát thật kỹ hộ em là cặp bình này vẫn còn rất là đẹp và nó đều nhau từ hoa văn họa tiết cho đến kích thước, chiều ngang và chiều cao y chang nhau. Và rất là hiếm khi chúng ta gặp được một cặp bình nó lại đẹp như vậy. Và cặp bình này thì em xin thông báo là em bán về tận tay với mức giá là 6 triệu. Với mức giá là 6 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào Zalo cho em ạ. Và em sẽ đến tiệm em lấy cho quý vị và các bạn. Và chiều cao của bình xấp xỉ khoảng gần 30cm. Và đường kính lớn nhất của bình xấp xỉ khoảng 11cm. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là một cặp bình gốm rất đẹp. Và ở dưới đáy thì người ta có tích bút, đó là đời chữ ạ. Bình gốm thì nó có hai đời, đời chữ viết và đời dấu mộc. Và đây là cái đời chữ viết. Và cặp bình này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 6 triệu. Bình đang được chào bán ở Nhật với mức giá rất là cao. Và với mức giá là 6 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn ạ. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay thì tiếp tục em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc bình gốm vô cùng độc đáo của Nhật Bản. Và thông qua những cảnh quay đầu tiên thì quý vị và các bạn có thể thấy được là trên thành bình người ta có tích bút rất nhiều các lão tiên sinh. Và với mỗi một lão tiên sinh như thế này thì nó đã gắn liền với một câu chuyện thần thoại nào đó trong sự hình thành và phát triển của Nhật Bản mà chúng ta chưa từng được đọc, chưa từng được biết. Và thông qua chiếc bình này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là tác giả người ta gửi gắm rất là nhiều những câu chuyện ở trong chiếc bình này. Và quý vị và các bạn có thể thấy được là chiếc bình rất là đẹp, nhìn rất sinh động và nó mang một kiểu dáng đặc trưng của người Á Đông. Và đáy bình là đời chữ mộc vuông như quý vị và các bạn đang thấy trong video. Và chiếc bình này thì nó có chiều cao rất là lớn. Chiều cao của bình nó xấp xỉ khoảng gần 40cm ạ. Và em đang dùng găng tay của em để em đo cái chiều cao của bình, xấp xỉ khoảng 40cm. Và chiều ngang lớn nhất của bình xấp xỉ khoảng 30cm. Và chiều ngang của miệng bình xấp xỉ khoảng 16cm ạ. Và chiếc bình này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 16 triệu. Với mức giá là 16 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua những chiếc bình gốm rất nổi tiếng của Nhật, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại, sau đó là gửi vào Zalo cho em ạ. Và em sẽ đến tiệm em lấy cho quý vị và các bạn. Và để nối tiếp chương trình trong video ngắn ngày hôm nay, và cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video, đó là chiếc máy hút ẩm của Corona. Và đây là một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Và chiếc máy hút ẩm này thì nó dùng cho diện tích phòng và từ 120m2 đến 130m2. Và đây là các tô lô của máy. Và em đang cố gắng để em review cái dàn lạnh và cái thông số kỹ thuật của chiếc máy hút ẩm này. Và dàn lạnh của máy thì vẫn còn rất là mới. Thì điều đó chứng tỏ rằng gia chủ người ta cũng hết sức là giữ gìn chiếc máy hút ẩm này. Máy có trọng lượng là khoảng 12,5kg. Và công suất cực đại của máy là khoảng 330W. Và hiệu suất làm việc của máy thì nó lọc từ 16 lít đến 18 lít nước một ngày. Và với một hiệu suất rất là lớn thì chiếc máy này em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 9 triệu. Với mức giá là 9 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì em sẽ review cái thông số kỹ thuật của máy.
Và đời của máy là đời 2022. Hàng của Nihon, hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật, hàng cấm xuất khẩu sang nước thứ hai, như quý vị và các bạn đang thấy trong video ạ. Và với mức giá là 9 triệu là em sẽ bao ship đường bay về tận nhà. Và công suất cực đại của máy là 330W, máy lọc từ 16 lít đến 18 lít nước một ngày. Và trọng lượng của máy là 12,5 kg. Và chiếc máy này thì em xin thông báo lại là em bán về đường bay với mức giá là 9 triệu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vừa rồi thì em đã review và báo giá trực tiếp trong video. Và do thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc ở đây. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Và em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn có buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân yêu. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.